Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi, và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Hello, xin chào anh em đã đến với HC Club và mình là Nam Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với top 9 những trung vệ theo mình là đáng sử dụng nhất với team Color Real nhé. Ở vị trí đầu tiên thì chắc chắn là mình sẽ phải đề cập đến Rafael Varane rồi. Về trường hợp của trung vệ người Pháp này thì thực sự là cũng không cần phải nói quá nhiều với anh em nữa khi đây là một trong những con hàng quốc dân quá nổi bật từ thời điểm đầu game cho đến tận bây giờ. Và chúng ta cũng có rất nhiều những mùa giải được anh em tin dùng qua từng giai đoạn. Về căn bản thì Varane là mẫu trung vệ rất là toàn diện với một cái thể hình rất là ấn tượng, 1m91, 81 cân, và thể hình nhỏ, thể hình trung bình xoay tua các mùa. Còn cái điểm đặc biệt mà anh em rất dễ dàng nhận ra ở cầu thủ người Pháp này đó chính là cái tốc độ rất là vượt trội cùng với lại một cái AI cực kỳ thông minh. Khi mà có Varane trong đội hình thì anh em sẽ nhàn hơn rất là nhiều, kể cả trong những tình huống phòng thủ bị động hay là chủ động. Và cũng phải nói là riêng cái bộ kỹ năng phòng ngự của Varane thì thực sự là quá toàn diện rồi. Nhìn chung thì đây là một cái tên quá hời để cho anh em build team Color Real. Còn thời điểm hiện tại thì anh em nên sử dụng cái mùa thẻ nào? Đây là lời khuyên của mình. Với một cái mức giá khá là rẻ, tầm độ 9 tỷ BB thì chúng ta sẽ có cái phiên bản E21+6. Thì cái mùa thẻ này Varane có xu hướng thiên về thòng hơn, tức là sẽ thiên về bọc lót hơn cho anh em. Còn nếu anh em muốn cầm Varane thi đấu theo kiểu dạng là một trung vệ toàn diện đấy, thì anh em có thể sử dụng phiên bản 21+F5 cũng rất là chất lượng. Nhưng khá là đáng tiếc thì cái thời điểm hiện tại thì cái mức giá này bị đẩy lên khá là cao so với giá trị thực của Varane. Còn một sự lựa chọn theo mình là đang rất hợp lý thời điểm hiện tại, đó là mùa thẻ BTB ở mức thẻ cộng 5. Đây cũng là một cái mùa mà Varane thi đấu cực kỳ tốt. Anh em hoàn toàn có thể đầu tư ở mức lương 24 này, và cái giá nó sẽ rơi tầm độ 25 tỷ thì mình nghĩ thấy là hoàn toàn hợp lý thôi. Ở vị trí thứ hai, cái tên mà mình muốn nhắc đến với anh em đó chính là Sergio Ramos. Về trường hợp của Tứ Ca thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái mùa giải chất lượng cũng y như là Varane vậy. Tuy nhiên thì Ramos sẽ kém hơn Varane ở khoảng tốc độ, nhưng bù lại thì theo cá nhân mình thấy là sẽ hơn ở khoảng kèm người. Ngoài ra thì mình còn thấy một điều nữa là Ramos có những cái tình huống chọn vị trí cắt bóng rất là hay. Xét về phần AI bị động thì mình thấy là Ramos cực kỳ hay trong những tình huống như vậy. Ramos thì không phải là mẫu cầu thủ mà có thể hình quá vượt trội, chỉ là 1m84 và 82 cân, thể hình trung bình thôi. Tuy nhiên thì trong những tình huống tranh chấp tay đôi thì Ramos sẽ thường dựa trên cái khả năng phán đoán tình huống để có thể lấn át được đối phương, một mẫu trung vệ rất là thông minh. Ngoài ra chúng ta cũng phải nhắc đến một điểm nữa là khả năng hỗ trợ tấn công của Ramos cũng rất là tốt, đặc biệt là trong những tình huống tham gia phạt góc thì Ramos cũng rất hay có bàn thắng lần đầu. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có khá là nhiều những mùa thẻ chất lượng của Tứ Ca. Nếu anh em có tài chính hạn hẹp thì chúng ta cũng có thể sử dụng những phiên bản đó là 20UCL ở mức thẻ cộng 6 hoặc là LH ở mức thẻ cộng 5. Hơi đáng tiếc là những con hàng này thường là sẽ phải đập lên bởi vì cái giá nó đang bị fix rồi. Còn nếu anh em có tài chính dư giả hơn một chút thì lời khuyên của mình dành cho anh em đó là ở mức lương 24 thì anh em nên sử dụng một trong hai mùa đó là BTB hoặc là EPS. Với cá nhân mình thì mình thấy là phiên bản BTB thi đấu chất lượng hơn so với bản EPS, nhưng mà nó không chênh lệch quá nhiều ở ngưỡng lương 24 này. Anh em hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn dựa trên tài chính của mình. Còn tất nhiên rồi, phiên bản 21 Ti vẫn là phiên bản có giá trị sử dụng cao nhất của Tứ Ca thời điểm này. Tuy nhiên thì cái thẻ 21 Ti thời điểm này đã limit quá lâu rồi, thế nên là cái giá để anh em có thể cầm được con hàng này ở mức thẻ cộng 5 nó thực sự là quá cao và nó không phù hợp với lại giá trị sử dụng. Ở vị trí thứ ba, cái tên mà mình muốn đề cập đến với anh em đó chính là con hàng PP. Về trường hợp của PP thì là cái tên mà mình cũng thường xuyên sử dụng với vai trò đá sắp cho hai cái tên phía trên, đó là Varane và Ramos. Còn về style thi đấu của PP thì lại có sự khác biệt giữa các mùa, đặc biệt đó là cái phiên bản UP so với phiên bản BTB và EPS. Cái phiên bản này của PP thì mình thấy là có thiên hướng đá theo dập hơn và thường xuyên lao ra cắt bóng. PP thì không có một cái tốc độ quá là vượt trội như Varane hay là cái kỹ năng kèm người thực sự xuất sắc như là Ramos. Tuy nhiên thì cái cảm nhận của mình, PP vẫn là một con hàng thi đấu rất là tốt ở vị trí trung vệ mà anh em nên sắm cho team Color Real. Còn với phiên bản BTB và phiên bản EPS này thì mình cảm thấy là BTB có phần thi đấu tốt hơn, và hai mùa này đều là thi đấu với vai trò đá thòng, nên để anh em mà đầu tư
một trong hai con hàng này thì mình nghĩ là anh em nên xúc con hàng này. Ở vị trí thứ tư, cái tên mà mình muốn đề cập đến với anh em đó chính là Theo Hernandez. Đây là một trong những con hàng mà nổi lên với vai trò là một cầu thủ chạy cánh nhưng mà lại thi đấu tốt ở vị trí trung vệ. Về căn bản thì Theo Hernandez có một cái tốc độ rất là vượt trội, rất dễ dàng cho anh em có thể theo được cái meta này khi mà những cái đường chọc khe ZW nó đang trở nên quá là khó khăn với những trung vệ. Còn một điểm nữa mà mình cũng rất là hài lòng với Theo đó là với cái thể hình này, cái sân thì Theo rất là đầm, đấm nhau khá là thích. Tuy xuất phát điểm là một hậu vệ cánh, tuy nhiên thì mình thấy được là cái khả năng xoay sở cũng như là cái khả năng chống vặn sườn của Theo Hernandez cũng tương đối tốt. Duy chỉ có một điều mà anh em cần phải lưu ý với Theo đó là cái kỹ năng kèm người chọn vị trí của cầu thủ này nó không được tốt, nên là cần với những cầu thủ có khả năng bọc lót tốt như kiểu Varane để hỗ trợ cho Theo trong những cái tình huống mà Theo bị lọt người. Ở thời điểm hiện tại nếu mà để sử dụng Theo ở vị trí CB thì mình sẽ chọn một trong hai mùa đó là 21 TS hoặc là 22 TI, nhìn chung là cũng tương đối ổn. Ở vị trí tiếp theo, cái tên mà mình muốn đề cập đến với anh em đó chính là trường hợp của David Alaba. Đây cũng là một trong những trung vệ mà vị trí thuần là hậu vệ cánh, cũng đã được kéo vào CB, và nhất là thời gian mà khi cầu thủ này chuyển về Real mới một mùa đấy thôi, thì chúng ta có một số những phiên bản khá đáng chú ý vị trí CB này, đó chính là BTB và 22 TI. Thì với cá nhân mình cảm nhận là phiên bản 22 TI này thi đấu tốt hơn ở vị trí CDM. Còn nếu anh em muốn cầm Alaba một cái phiên bản tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng phiên bản BTB này. Hiện tại thì mức giá nó sẽ rơi tầm độ khoảng 15 tỷ. Về trường hợp của cầu thủ người Áo này thì chúng ta có một cái tốc độ rất là vượt trội, và cùng với đấy là cái kỹ năng kèm người theo kèm rất là sát, và bộ kỹ năng hỗ trợ tấn công cũng rất là ok luôn. Tuy vậy thì mình vẫn phải nhắc đến anh em một điều, đó chính là Alaba có một cái thể hình nó thực sự là nó chưa được tốt so với mặt bằng chung những ST thời điểm hiện tại. Khi mà có những con hàng như kiểu dạng CR7 hay Lewan thì thực sự là Alaba rất là khó theo kèm. Bởi vì cái kỹ năng tranh chấp tay đôi của Alaba với những cái tiền đạo tốt như vậy, nó thực sự là nó không được tốt cho lắm. Thường xuyên là đuối hơn, nên là anh em sẽ cần phải lưu ý ở điểm này. Ở vị trí tiếp theo, cái tên mà mình muốn đề cập đến với anh em đó chính là Fabio Cannavaro. Về trường hợp cầu thủ người Ý này thì đây là một trong những trung vệ mà mình rất là yêu thích ngoài đời. Tuy nhiên thì trong game thì nó bị hạn chế đi tương đối nhiều về mặt thể hình, thì mà anh em có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là chiều cao 1m76, 73 cân mà thể trung bình. Rõ ràng là trong tình huống tranh chấp tay đôi thì Cannavaro thua thiệt rất là nhiều. Nhưng mà bù lại với cầu thủ người Ý này thì chúng ta có một cái AI cực kỳ thông minh và cái khả năng kèm người cực kỳ tốt. Tốc độ của Cannavaro không phải thuộc dạng xuất sắc như là kiểu Varane. Tuy nhiên là trong những tình huống nước rút và quan trọng thì Cannavaro lên tốc cũng rất là ok. Còn riêng về cái bộ kỹ năng phòng thủ của Cana thì anh em rất dễ dàng nhận ra đó là cái AI kèm người cực kỳ vượt trội, theo sát tiền đạo đối phương rất là rát và phản ứng cực kỳ cao, nên là anh em rất dễ dàng trong những tình huống mà muốn chủ động phòng ngự. Và có một cái điểm trừ nữa mà cũng do cái thể hình này, đó chính là về phần công chiến thì anh em cũng phải lưu ý rất là nhiều khi sử dụng Cannavaro. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có rất nhiều mùa mà Cannavaro thi đấu tương đối ổn. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, nếu anh em có thực lực tài chính thì tốt nhất là cứ nên sử dụng phiên bản Icon, nó sẽ cho anh em cái hiệu quả tối đa. Ở vị trí tiếp theo thì mình muốn đề cập đến đó chính là Eder Militao. Về trường hợp của hậu vệ người Brazil này thì căn bản là hầu hết những cái mùa đã qua thì chúng ta sẽ thường sử dụng Eder Militao ở vị trí RB là nhiều. Còn với phiên bản 21 UCL chúng ta có những cái điểm nâng cấp rất là vượt trội của Militao, khiến cho cầu thủ này nó sẽ dễ dàng thi đấu ở vị trí CB hơn. Với cái mức thẻ cộng 5 của một thẻ 21 UCL thì chúng ta có một cái tốc độ rất là ổn để có thể thi đấu. Cùng với đó là một cái thể hình nhìn chung là tương đối ok, 1m86, 78 cân và thể hình nhỏ. Trong quá trình mà mình trải nghiệm Militao thì mình cảm thấy đấy là một cầu thủ có được nâng cấp lên AI tương đối nhiều, và cùng với đó là cái bộ kỹ năng phòng ngự cũng được nâng cấp lên một cách rất là toàn diện. Tuy vậy thì có một điểm mà anh em sẽ cần phải lưu ý ở Militao là tỷ lệ ăn pen của ông này rất cao trong vòng cấm. Mình nghĩ do khả năng nhiều là do chỉ số bình tĩnh khá là thấp. Anh em cần phải lưu ý điểm này nhé. Ở vị trí 8 thì chúng ta sẽ có con hàng Fernando Hierro. Thì đây là một trong những trường hợp rất là đáng tiếc ở vị trí trung vệ, khi mà thực sự là thi đấu quá xuất sắc ở EU3 nhưng mà EU4 lại bị lép vế đi tương đối nhiều. Với trung vệ người Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ chỉ có cái tốc độ ở mức trung bình khá nếu mà so với mặt bằng những cầu thủ Icon. Nó sẽ không đảm bảo cho anh em trong những tình huống đua tốc. Nhưng mà bù lại thì Hierro có một cái bộ kỹ năng phòng ngự theo kiểu dạng thòng khá là ok. Và mình thấy được là cái kỹ năng chọn vị trí của Hierro là tương đối tốt.
Có một cái điểm rất là đáng tiếc ở Hero, mặc dù có cái thể hình nhìn chung là tương đối ổn, 1m87, 84 cân và thể hình nhỏ. Tuy nhiên là trong những cái tình huống tranh chấp tay đôi với lại các ST tầm trung thôi, là cả cảm giác là Hero có phần bị đuối rồi. Không thực sự khỏe trong những cái tình huống mà so vai. Và phương án tốt nhất nếu mà muốn sử dụng Fernando Hierro thì đó chính là mùa thẻ hai con. Còn những cái mùa thẻ còn lại thì thực sự là nó không đảm bảo cho anh em về chất lượng để có thể sử dụng. Và cái tên cuối cùng mà mình muốn đề cập đến trong danh sách này đó chính là Fabinho. Có lẽ sẽ tương đối nhiều anh em bất ngờ với cái phương án này, khi mà Fabinho sẽ thường xuyên được sử dụng ở vị trí CDM. Nhưng mà với cá nhân mình, sau khi mà đã trải nghiệm tương đối nhiều lần thì mình thấy là Fabinho có một cái khả năng hỗ trợ phòng ngự tương đối tốt ở vị trí trung vệ. Nên nếu anh em đang cần một cầu thủ khả năng xoay tua cả vị trí CDM lẫn CB thì Fabinho là một cái phương án khá là tốt. Ở thời điểm hiện tại thì cá nhân mình sẽ recommend cho anh em hai mùa thẻ mà theo mình thấy là ok, đó chính là phiên bản UP và phiên bản 22Ti. Phiên bản 22Ti thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Nhìn chung với cá nhân mình thì Fabinho thi đấu vị trí CB khá là tốt với bộ kỹ năng phòng ngự rất toàn diện cùng với lại một cái AI kèm người tương đối thông minh. Chỉ duy nhất có một điều mà anh em sẽ cần phải lưu ý với cầu thủ người Brazil này, đó chính là cái tốc độ thực sự nó không được tốt. Nó sẽ chỉ ok trong những tình huống mà đua tốc quãng ngắn thôi. Còn khi phải đua tốc quãng dài thì khả năng cao là Fabinho sẽ gặp bất lợi khi phải đối mặt với những cái tên như kiểu dạng Eusebio hay là Robéo. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.